Hello, xin chào các bạn. Chào các bạn với chương trình Đẹp CBD này. Và ngày hôm nay chúng ta đến với một series đấy là tập 1 của series 100 ngày. Ngày đầu tiên thì Miss Bam ở một chỗ nào đó khá là kỳ lạ. Nó có một con rồng trên cây này. Mà quyết định chặt một ít cây. Có một bà điên kìa. Nó vừa đánh nhau với người lâu nãy đó, mình chế tạo ra những cái gỗ để các bạn chế tạo. Người ta làm ra một cái diều này để đánh nhau. Nó này cũng chặt gỗ khá là nhanh. Rồi để tiền lợi mất không mất một ô nào luôn đấy. Ồ, cái nó ngon đấy. Bây giờ mình sẽ đi chăn mấy gỗ nhé. Gỗ nó lên cái thần đoàn. Không biết có ồn quá nhé, khó rồi nhỉ. Đây, tôi chỉ nó bớt ồn nhé. Mình giảm xuống này. Ok, bắt đầu này nha nha. Và mình còn phải chuẩn bị cho đêm săn máu anh em ạ. Đêm săn máu là một cái đêm cực kỳ là gây cấn luôn. Mình phải chuẩn bị hết ấm luôn, không là đến đêm săn máu là không quá sống được đâu. Đấy, nắng như đá là một cái kiếm đá là mình cứ bằng đá. Mình đào đống đá này để mình làm ra vài cái cúc. Cái này vài cây là một cây cúc. À, mình thấy rồi mình thiết khác. Nó mình leo lên là mình chế tạo ra một cái rìu đá. Một cái lồng ni. Nó mình đi chế tạo cái cúc đá này thì mình thiếu que nên mình làm ra vài cái que để mình làm ra được cái này. Và thế thì xin vĩnh biệt, tạm biệt đồ gỗ. Mình xài đồ đá rồi này, thế rồi cái điều này phải đi đâu rồi. Nhưng mà mình xem điều này nó tận xấu cho thương mà ngồi cái chỗ khác. Mình chả ấy đâu chắc tôi nhắm nào. Đùa. Tôi có hết sắc từ bên đồng thanh. Tôi kệ luôn. Lúc đó tôi gom đồ đi để không mà đem con máy cuốn một phát là coi như mình đi đời anh em ạ. Có khá là nhiều thứ luôn này. Có cực kỳ là nhiều item ở trong này luôn. Đúng là đi thì chạy nhanh đi trước khi đến chân máu tới. Ok thì nó mình kiểm tra công thức của cái khiêm này. Cái khiêm này. Ồ thì chế cũng khá là đơn giản. Chế là một cái khiêm gỗ. Đỡ cho nó vui thôi. Đấy.
chứ không mà mấy cái tụi kia nó mà vào đấm cái là đi đời luôn nha anh em ạ. Tôi khá hiểu sao mà làm cái bản chết hại khá lâu ý. Và tôi thấy một con gà ở đây và không dám đánh, nó phát ra tiếng cực kỳ ồn luôn. Tôi sợ là anh em biết tai thôi. Và mình gặp một ông cướp biển. Beware the black spot. Cả đái luôn. Mày vợ trâu rồi. Ui sát đây anh em ạ. Nhờ luôn, ông rất là sát. Gà nhìn nó dướng mắt như thế. Đánh anh em. Buồn thật sự đấy. Nói mình làm ra. Đó mình làm ra một cây gì bằng sắt anh em ạ. Mình làm ra một cây dù gì. Mình làm một cây gì dù sắt ấy. Đây nhỉ. Mình thang công thức rồi. Đâu rồi? Đây. Nó cần 3 cây que. Nên mình chế ra một ít que anh em ạ. Đâu rồi? Đây. Thế là mình đổ chế ra một cái gì bằng sắt. Bị lỗi à? Thì không nhấn được. Đây. Mẹ mà tôi beware the black spot. Lấy đi mình. Mong mà tôi cầm cái khiên gỗ này tôi sẽ trúng được bọn con ma. Thấy một con cáo hay là một con trồn gì đấy, hoặc là con gấu này bắt mỉ nha. Kỳ lạ quá. Bởi vì trời sắp tối cực kỳ dễ tối luôn mà nó còn làm đi săn mồi. Beware the black spot. Mày bị bẫy như sắt. Mày điểm rớt ra tận 4-5 cục sắt anh ạ. Quá là phê. Hiện tại trời đang tối. Mình thì đang không có đồ ngon. Thì giờ mình làm sao đấy. Mình chỉ sợ chăn máu thôi anh em ạ. Mình mong là tối nay đừng có chăn máu là được. Đó mình chặt một ít gỗ. Ui cực kỳ chặt cực kỳ nhanh luôn ấy. Lúc đấy mình chặt ít gỗ nhé. Đó. Mình có chỗ của thằng MCB. Anh nhà mình có thằng Heronet MC. Mày làm gì vậy mày? Nó cầm cái cây, cái trái gì đấy khá lạ luôn. Mặt trời khá là tối anh em ạ. Cực tối luôn. Mày giết heo thì lấy thức ăn đi, khá là đói rồi. Mày làm gì á? Làm gì á? Lúc đó thì tôi chế một cái cúp sắt để tôi đi dạy. Về chăm máu đào. Bỏ tôi đi đào một tiền và chặt một ít gỗ. Khá là tối luôn nên tôi không thấy đường anh em ạ. Mà tôi chế ra hai vài cục gỗ nữa để tôi nung. Nhưng mà tôi đã nghĩ lại, đó là tôi phải làm một cái nhà ở đây chứ. Đúng. Quá là hợp lý anh em ạ. Một cái nhà thôi. Này làm nhà nha. Tôi làm một cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh để trốn qua đêm nay thôi. Còn tôi có ở đây không thì không biết. Đây. Ở đây thì lúc này tôi không có đút. Nên là tôi mà bị bọn nó spam ở đây là nhà chuyện đương nhiên anh ạ. Mong mà tôi sẽ không bao giờ gặp cái thằng máu cày lắm. Thằng máu thì tan ấy. Đúng, tôi xây căn nhà cao lên để trưng cho nó tiền ạ. Nhưng mà tôi chỉ sợ là xây cái nóc nhà xong là toan thôi. Xây cái nóc nhà xong là tối thun luôn. Rồi lúc đó mình
IQ của mình bộc lộ lên, mình biết đúng không? Mình nhớ là trong mình có cái lòng nung, mình nung gỗ lên làm than, làm ra cục than em ạ. Này em thấy tức khôn chưa? Và tôi được than anh em ạ. Này ngon phết. Lấy than này ra chế vài cây đuốc cho nó sáng nào. Ủa, yeah, tôi quá là khôn anh em ạ. Làm gì ấy? Dánh lộn với lại mấy con me. Gì? Chị à, tôi đặt đút ra đó, và sau đó tôi đóng cửa lại nhà, tôi đập cái lò nung đi đấy. Trời thôi rồi, giờ tôi xây nhà nhỏ nhỏ thôi, xây to quá thì mất thời gian lắm anh em ạ. Cực kỳ mất thời gian luôn. Mình xoay qua một tí nữa. Ý, sao cái đứa phải làm hai cái cửa sổ hai bên để mình có thể nhìn ngắm những con ma. Tối nay thì không phải là cho nấu nên mình không có ma hết, nên cũng an tâm phần nào. Mình thật là hiên thôi nha. Hai thường thường là mấy youtuber kia vừa hào cây gặp chăn máu luôn, còn mình là hào không gặp chăn máu, hình vãi, gặp một phát là coi như đi luôn. Về nhà đây, về nhà đây, đặt cái đút ở đây, xây cái nóc nhà rồi. Ủa vậy? Thế là mình hoàn thành cái nhà nhỏ nhỏ xinh xinh à. Nhà có cửa sổ mà, cái cửa sổ như cái gì không có kính anh em ạ. Thôi kệ đi, tôi cứ cố gắng chống chọi qua điều này vậy. Tôi cũng chưa có giường luôn à, tôi thật là buồn khi mà không có cái giường ở đây. Anh em chờ một thời gian dài, nó mới là buổi sáng. Mình tôi cái thằng này đi tìm một ít củ để cho nó làm cái vườn, ngủ cho nó ấm cúng anh em ạ. Không biết hôm nay có phải thằng máu không, nên nhìn lên thì đéo cái mặt trăng luôn. Hoặc là tôi che mặt trăng gì, tôi bật tôi tắt mặt trăng hay gì ấy. Tôi tắt mặt trăng mặt trời anh em ạ. Tại lúc đó tôi nghĩ là khá là lót, nhưng mà thôi, giờ thì bật luôn. Chứ không thấy đang chan máu thì làm sao. Bật lên anh em ạ, bật lên. Đấy, tưởng hơi lát nhưng mà thôi kệ. Kìa thấy sao, vài vì sao trên trời rồi. Nhưng mà ồ, ông mặt chân mượn nay không phải là chân máu nào. Ai, kề quá nhầm. Thấy là tôi tức nguồn ấy. Nó tôi đun đời, tôi đun thịt heo lên và tôi ăn. Để đói chứ khá là đói. Ngày hôm nay thì tôi được làm khá là nhiều việc. Nghĩa là chắc tôi tắt may. Để may nó hết. Làm chưa mát, chưa nó dài cái gì. Mà mát thì nó lại khá là trắng. Ok. Cụ đây, rồi tắt mây rồi ấy. Thế giờ tôi chỉ nhìn thấy những vì sao lấp lánh thôi. Đó. Giờ tôi chỉ thấy những vài vì sao lấp lánh kia thôi. Đó, thế là tôi đã có thi theo đun. Ơ, thằng nào cướp một miếng của tôi rồi. Ê, mày cướp đúng không? Tôi lấp cho nó tối thật luôn rồi. Tôi lấp lại cho nó tối thôi. Mày chết đi. Mày hả bữa ấy, tối thui luôn. Ha
Này chị dám đùa với bố cướp đồ ăn mày. Chết rồi, nó kìa anh em ơi. Ê hê, tối chưa? Này chị dám cướp đồ ăn của bố mày à? Lúc đấy mình buôn ít cổ nữa. Mày sao à, tìm cù mà chả thấy con cù nào. Mày da, buồn quá nha. Đi tìm cù mà không có cù thì làm gì. Mình thấy một cái mỏm đá có mất kỳ lạ. Mình nghĩ là đây là một cái chỗ gì đấy để mình mài. Thì không thanh máu thì làm được có vật. Quá sợ. Chắc bình thường không phải thăng máu nên tôi đâu sợ đâu. Tôi cũng sợ anh em. Ok, tôi lấy cái đuốc của tôi để tôi đi phiêu lưu. Nhưng mà hơi tối thôi. Nhưng mà tôi đập cái đuốc đi thì tôi sợ ma vậy đấy. Ồ, mặt trời cũng lên khá là nhanh. Không phải chậm đâu. Mặt trời lên rồi anh em ơi. Mặt trời lên nhanh cực kỳ luôn. Thế là trong buổi đêm đầu tiên của tôi cũng kết thúc. Và thế là một ngày của tôi đã trôi qua. Ôi. Một ngày của tôi đã trôi qua rồi. Nhưng bây giờ tôi tiếp tục khám phá vài thứ ở trong cái khu này. Nhìn cái khu vườn khá là đẹp luôn. Nhìn bà điên lắm đi. Ô, và tôi thấy một cái làn anh em ạ. Quả phê. Thế là tôi vào đấy hơi cửa thôi. Ôi vật, lúc đấy tôi thấy một cái tổ rồng. Ôi hết, đúng là tôi hên lúc quá anh em ơi. Lấy chân rồng về áp chứ sao. Mong là con rồng đừng có ở trong đấy. Không là tôi toan đấy. Đầu tiên thì tôi phải đi tìm một cái giường để tôi chết môi. Không là toan đấy anh em ơi. Không ngờ là kế bên tôi ngày hôm qua nó quá đúng giường mà đều biết. Mãi trường. Mãi rồi. Đấy ấy tôi chết boy trước. Sau đấy thì anh em hiểu mà. Quá đánh chết con rồng chứ sao anh em ơi. Tôi mong là tôi sẽ tìm được trứng rồng. Và ái dè đựng được luôn. Ha. Giết mẹ. Nó cũng lửa đâu quá. Ôi dồi. Đâu quá. Thay em đi. Thay em. Ở đây không có nước. Trời ơi, không có nước thì à. Nước nó bao lúa về làm miếng nhan thôi. Hay, biết vậy khỏi ăn thức nó rồi đi. Tức vãi. Ok, thế là mình đã có một cái trứng đầu tiên. Nó có xe gì này. Yeah, ở đây nó có toàn là cái gì không à. Mắt ma mà một cái đá vậy không à. Thì mình chưa bao giờ thấy đi. Và con rồng này nó dí cho mình đến tận cùng nên mình thấy một cái nhà bỏ hoang. Mình chưa vào đấy thử thì có vài cái duyên đổ cái thế. Có cái duyên mà mình chơm luôn chứ sao. Quá còn hơn không mày nhỉ. Đây có khá nhiều cái duyên luôn này. Và đồ phế không thôi, không có đồ ngon. Trời ơi, chơi ngu anh em ơi, chơi ngu. Cũng có kiếm. Oh no, anh em à, cứu tôi. Hay da, mày cắt thật là vô lý. Cái rìu hơn cái kiếm mà không đập được. Vãi cả luôn. Ôi trời ơi luôn. Mình nghe tôi nhớ là con cảnh như này khá là trâu máu luôn. À, hồi nãy tôi chơi ngu đập nó. Nó
Anh hiểu. Úi dồi ôi, ở đây còn tơ nhện nữa. Tôi ghét tơ nhện cực kỳ luôn nhé. Nó thì tôi tìm được khá nhiều củ. Yeah, và tôi đã có nguồn thức ăn rồi. Và tôi có ít than. Ừ, nhưng mà tôi không đá đâu. Cần gì than nữa. Thì khi tôi gặp thì cái làm này là tôi cực kỳ may mắn rồi. Đấy thì tôi tắt bớt mấy cái hết làm lát đi. Lát cực kỳ rồi. Phải là nó khó là thì lúc đấy thì chả đeo mặt trời đâu luôn. Tôi thích lại xem nào. Nhưng mà cái này đóng mặt trời thế vậy. Không ai ạ. Chắc khi nào xong rồi tôi phải bật nhé. Lúc đấy tôi chặt gỗ của mấy nhà nên là này. Thì ra lúc kia tôi nghe tiếng rồng bởi con rồng ở cái làm này. Thế mà tôi không biết. Mà ở đây là... Mà ở đây có gấu mèo bắt mỉ nè. Đùa nhau. Giờ tôi mới biết là gấu mèo bắt mỉ sinh sống ở Việt Nam anh em ạ. Thật là ảo diệu. Ôi dồi ôi. Mà lúc đấy tôi vào một nhà nào đấy tôi tìm cái gì nhỉ? Cái đó gọi là một cái giường này cho thằng hero nước. Ở đây có một cái giường này. Ok, thế là có cái giường rồi. Ok, thế là đi ra hợp lý rồi. Mày hỏi bây giờ. Ôi, sườn không thiết chứ, mấy tăm đấy. Ôi dồi ôi, bằng cái kiếm cương này không đào kiếm cương mà cũng có kiếm cương không đào sắt cũng có đồ sắt này. Thật là ảo cầm ma Canada mà. Ghê đi, ở đấy cũng không có anh gô lùm nào nên mình cũng bỏ đi luôn. Đấy một khu rừng nó đi khá là lạ luôn. Tôi vào xem đây là khu rừng gì. Nhớ là mình thấy đâu đó rồi. Biết tại sao tôi lại dựa đi vậy. Không biết tại sao người ta lại gọi nó đi mắt mộng. Có lẽ tôi đang mơ à. Thật vậy đấy. Hoặc là một cái nhà nào đó. Hoặc là một cái giếng. Thì nó cũng là một cái giếng đấy. Và nó khá là nhiều quặng luôn nhé. Khá là nhiều quặng luôn. Nên mình đào xuống xem là quặng gì. Này tham nam mà nhá. Mà tham lam thì còn kinh nghiệp. Trời ơi, tôi có cái sắt này. Đúng mà tham lam thì còn kinh nghiệp. Để tôi xem tôi còn kinh nghiệp thật không. Đúng là nói không sai thật. Tham lam còn kinh nghiệp. Đào ra còn kinh nghiệp thật anh em ạ. Úi dồi ôi, coi, nào là con cái nịt đâu. Dồi ôi, tham lam còn cái nịt thôi. Còn cái gì nữa đâu, khóc với sầu. Ai khóc nổi đâu nào. Và tôi thấy một thứ gì đấy khá kỳ lạ luôn nên tôi check boy ở đây. Cái kẹo xuống một phát là y đờ thì lại tan. Tôi thấy một cái chỗ gì đấy. Cái hạ gì đấy. Hình như đây là một cái chỗ của cái bọn zombie này. Em chi. Tôi phải xem lắm. Tôi chưa ăn con này rồi.
วินรูมไลค์ครับทีเดียวอุ้ยเฉยเอ้ยเก็บวินรูมไลค์ที่ตัวจันอะไรกันไหนล้มไงล่ะครบเบอร์ไงล่ะตัวเนื้อเดือนเนื้อเราตัวเดือนไหนไหนอุ้ยโจ้ครบเบอร์ความแรงเลยแอมโปกิ้งเกลือไหมอุ้ยทำได้ไงก็ไหนก็เอากิ้งเกลือมาเอาดิมันกิ้งเกลือให้mẹ phát mẹ đi luôn đi mày mẹ bự ấy mẹ đi xuống ôi mất gì chết thế úi rồi ôi tại sao lại chết úp hai ngày mai ngày không mất đồ hả hai ngày mai giờ tôi sẽ đi giờ tôi đi vào khúc trường hả nha có một cái đây là cái bẫy nha bạn, cực nguy hiểm luôn. Đi xa. Nghe tôi thấy thì đây là một cái đường hầm nhưng mà tôi được chơi qua. Ôi 20 phút sao ta? Ôi ngon thế. Này, ai em ấy? Em làm gì đâu? Hai cái này mày chết đi. Hai cái này chết đi, chết đi. Ok được rồi. Ui giời ơi, ui đau quá. Ai chơi lại? Ui giời ra phát chết luôn. Có đút rồi, khỏi sợ. Ý bọn này đông quá. Đông thật đấy em ạ. Chưa thấy tụi nào đông như tụi này. Ui, củ sách à. Ui, ngon thế. Cho xiên miến nè. Cho xiên trúc đi. Cho xiên trúc sắc làm cái tủ sách đi mà. Mày đi ra. Mày đi ra. Có chuyện phải nhỉ? Cái gì tối thế? Hình như đây là một cái sông hôi lắm. Cái này sao một cái sông hôi lắm ấy. Có thư viện này, có dương nữa. Ôi, nhỏ khá là toàn mấy chứ tôi. Mày rồi bởi. Đi ớ. Trời ơi, hồi này đi lát cho người khác thì bên kia. Ui, không mà, không đi cắn thế. Cắn vậy mày. Ui, trời ơi, hồi thật thật rồi. Bỏ anh em ạ. Ai cho nó xuống nó mạnh quá thì. Thế uống nó quá mạnh. Không mới thắng nổi luôn. Đấy. Có thể đánh lại mình ở độ đánh lại hữu độ mạnh của nó. Trời ơi này. Quá là mạnh luôn, mạnh đéo chịu được. Có mấy cái quả lạ này máy ra ăn được không? Ngộ được khẩu chút thôi. Một cái đồ ở đấy. Cái này bên Chula tôi có ăn rồi. Đâu có bị gì đâu. Ok. Đuổi tôi leo lên đây. Và chắc chắn là có tập 2 luôn nhé. Chắc chắn luôn nhé. Thề anh em luôn. Chúng ta tập 2 là chó. Đây rồi. Ngon. Đấy rồi anh em ơi, ngon quá, tham đấy rồi, đuôi rồi. Ok, để chờ đào thôi. Anh em ạ. Đấy, tham này. Ngon xích, trời ơi, nhảy lên. Tiền giờ mới đi, khó tham nhỉ. Nghĩa là tôi quay kia tôi đào anh ạ. Nhưng mà tham qua, ok, cái khó kìa, cái khó kìa.
Tôi ta một ngày một đêm rồi. Hai ngày một đêm vậy. Ở chắc là hai ngày một đêm ấy. Ok, bây giờ tôi leo lên thì đây, thảm đấy rồi đi. Ngon quá, ngon quá. Ừ, trời. Mấy con đó à. Mấy... Ôi trời, khổ. Đùa. Đùa nhau. Ôi, là sỏi. Ôi, sao không có nhiều sỏi thế nhỉ? Mấy... Nhưng mà tôi chỉ sợ là lúc nào tìm sỏi không có. Lúc nào cần thì không thấy, lúc thấy không cần anh em ạ. Ông cha ta còn nói câu đó mà. Kì, úi dồi ôi. Ui, ui dạ. Úi dồi ôi anh em. Thám này, ngon quá, ngon quá. Hà hàng được khá nhiều kinh nghiệm luôn. Tận 5 kinh nghiệm luôn. Nước nào hay ống than ở đây à, nào không ngạm không ngạm là cũng hay ngon. Ở đây có một cái gì đấy nè. Thì ở đây có cái gì nhỉ, cái gì nhỉ, cái bà đi. Em anh em biết gọi là gì, anh của mình gửi dưới có biết không? Chứ tôi quên mất rồi. Tới lúc tôi đói rồi ăn luôn. Nó ăn thì nó chỉ được một hai cây rưỡi thôi thì cả. Như là một cây rưỡi chắc là vậy. Nhưng mà được có chưa được hai trái tim, được một trái tim và một nửa trái tim ấy. Đấy. Ok. Ui tối rồi, sao ngoài đường tràn máu. Ok bây giờ tôi leo lên thôi, leo lên thôi anh em ạ. Lúc đấy thì tôi vào nhà dân làm để tôi ngủ. Ủa mẹ hả? Ừ, thấy khá là nhiều đom đóm luôn. Đấy thì có một con zombie. Mà lúc lúc mình gặp zombie là đã đến lúc đi ngoài máu hay là không, xem hơi có đi ngoài máu hay không. Chỉ nó không có gì hết rồi. Đấy, teleport tới chỗ của tiếp đây. Đây nó ở gì đấy, gì đấy em ơi, nó đẹp đó hả? Đẹp quá, mà muốn cặp con boss mạnh nhất thì to đấy. Gì? Đâu? Chết rồi, ui! Trời ơi, nhấn nhầm mãi rồi. Đâu nhà đâu? Tối quá. Ôi ngồi con nhà cũng được, không tệ anh em ạ. Tôi vào thì em cái nhà này bên dưới lại chứ đâu. Ôi cha luôn, cha đéo gắt nhà gì luôn. Ôi ôi trời ơi, cái này có bi bên dưới lại đâu. Ôi trời ơi anh em ơi, nhớ đồ mẹ bên dưới lại ngon lắm mà sao bên này không ngon nhỉ. Ngủ đi. Đây à, đây em lấy thêm cái gì nhỉ? Ok,
đi ngủ để qua ngày tiếp theo để tôi đi săn con ma. Úi dồi, rồi nó để đường ở đấy đi. Giờ tôi sẽ trên con đường đi săn ma là đầu tiên thì tôi phải buôn thịt trước, không phải là đấy chứ. Bữa giờ không ăn gì rồi. Ui, làm gì thế? Bắn ra. Này da. Ơ, một con chó này. Con chó hay con gì? Ê, chi qua quá. Ui, à một con chó này. Ôi giời, cái gì đấy? Ô, một cái tổ rùa. Ê, đừng có đạp. Đạp thì coi lấy làm được gì không? Ôi trời, chuẩn gì? Gầm mấy cái chuột rong biển này về ăn. Mấy cái này có nó hiếm rồi nhỉ? Cái thứ ba đi. Ok, bị cơm bị út. Ôi quá. À đúng rồi, về nhà lấy thịt ăn chứ. Nhà à đúng rồi, có chế bật lửa ngon luôn, có bật lửa luôn. Ok, bật lửa đây rồi. Có nhà đâu mất rồi. Ui, đây có nhà rồi. Rồi lấy thịt ăn thôi, đợi quá. Đâu ta, đây thịt cu. Nhầm. Ngon quá, nhầm. Ok, leo lên đây thôi. Cất những đồ con vật thiết vào. Đâu rồng đâu ra? Ủa, con mới giết rồng hả? Có 7 rồng không? Dạ bạn. Rồi, lúc đấy tôi làm mấy gì tôi trứng rồng mà ấy được đâu. Ồ, đưa đây nguyên tố vàng á, cái nguyên kêu rồng vàng nó không biết à. Được ra, dục ra. Mà cái chiêu này dùng làm gì thế? Ê! Chết đi! Chó! Nó còn chả áo sát thương luôn. Chết đi! Nó dùng cho nó ràng! Bibi à, tao có gì sát đánh nhá. Ê chết, bà rồi. Mày vậy, bổ phát chết luôn. Rẻ vãi. Vậy, úi dồi. Vào đây, úi xời. Phát đi luôn, úi xời. Bạn ơi, ô bạn ơi. Bạn ơi, nó cái đồ nó này. Này treo cái dầu rồng ở chỗ nào đấy đẹp hơn đi. Đây rồi nó không? Rơi xuống đất rồi đây. Ok, để xuống đấy đi. Đẹp đấy. Ok, được cô lo. Đẹp quá, đẹp quá. Thế là tôi đã thu thập một con rồng. Đi vãi. Trời ơi, ok, là một cái chuỗi dưới đốt con rồng lên. Chết rồi, còn hai cụ. Chết rồi.
quay mà hết pin mới đâu chứ. Ok. Ok. Rồi. Được rồi. An toàn rồi. Vừa ấy thì tôi làm ra một cái chỗ này xuống sông. Ok, bây giờ tôi sẽ đi tìm bảo chỗ kia để tôi tìm bảo em này rác nhé. Ok, nhà đây rồi anh em ơi. Này, tôi mới tìm một cục nhà rác ở em ấy. Tìm mãi mới thấy ấy. Ok, có sẽ đi ấp trên rồng. Ký tên. Ok, chờ nó lớn thôi. Ok, được rồi anh ơi. Ok, tôi chờ nó nở thôi. Tôi sẽ khó dùng một chút rồi. Đâu, 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 đâu mày. Đâu mày, đâu, 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 đâu. Úi, tha, tha. Đâu. Thấy rồi nè. Úi dồi ôi, cháy nguyên cái cây. Ui cháy nhà rồi. Cháy nhà. Ui cháy nhà. Cháy nhà. Ấp rồng cháy nhà. Ui shit. Cháy nhà. Cháy nhà. Cháy nhà. Cháy nhà. Cháy nhà rồi. Ui dồi ôi. Cháy nhà. Cháy nhà. Cháy nhà. Ui cháy nhà. Cháy nhà. Ôi ơi, toàn, toàn, ôi nha, nha, con to hơi, cháy nhà, ai xe quả, con bánh nam, ui dồi ôi, xô, có sách, ờ đúng rồi, có sách mà, ui, nhưng mà, giờ dù vào chết, sách thì, nhà bị cháy chết rồi, rồi chết, nghe người ra ở sông trước, dồi ôi. Chết rồi, nó thành nhìn lên, nhìn lên, đâu thôi. Gì đây? Ôi chết rồi, cái nó gọi sạc, cung sạc nó không hết pin. Rồi, hồi xe gì của tôi đến đây là kết thúc nhé. Ok, mà đây, hôm nay kiếm được cái xe là nhấn chuôn. Mà quên nhấn hả hả hả. Bây giờ ta bị ờ chạy nhà rồi. Ui lại cái giường, lấy cái giường. Ui chạy nhà. Ok, hình má lấy hai cái giường này. Thôi được rồi, được rồi. Trời. Thôi là chạy ban nhà luôn chứ. Lấy chỗ khác là sống. Chắc là vẫn ở đây quá. Nhà giấy mẹ rồi đâu sống. Ok đi, ok. Và chúc quá, mình nhìn thấy mẹ và nhớ ủng hộ mình nhé. Ok, thì bây giờ điền. Ok. Tạm biệt các bạn nhé.